Lúc trước em có quen biết anh không? Em không nhớ gì thiệt luôn hả? Thì anh kể cho em nghe đi. Thì lúc trước em thực tập ở công ty của ba anh. Rồi sau đó? Rồi sau đó hả? Sau đó thì hết thời gian thực tập. Rồi sau đó nữa? Rồi sau đó nữa hả? Rồi sau đó nữa em vậy luôn nè. Em không thể ngờ là mình lại từng có mối quan hệ nhạt nhẽo tới như vậy. Nhạt nhẽo? Ý em nói là dám nói anh nhạt nhẽo hả? Nè, sao anh đánh em vậy? Luôn em à. Mét má em này đánh nha luôn à, làm gì nè, anh đang đánh ở nhờ nhà à. Em đó nha. Đánh nè à. Chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Đứng lại, đứng lại. Con. Dạ. Con đem cái nón ra cho thằng Quốc đội đi. Nó đang bệnh, ngồi ngoài nắng chút nó bệnh thêm á. Dạ. Má kêu em đưa cho anh nè. Hả? Đội lên. Anh cũng có tay mà sao anh kêu em đội? Trời đất ơi. Hai tay mỗi tay cầm mỗi lục bình rồi sao đội? Kệ em đó, bây giờ anh có đội hay là không? Làm sao đội được? Giờ đứng nói hoài nắng xuống đen hết bây giờ. Anh đó, bắt con gái người ta đứng ngoài nắng chờ anh đó hả? Nè, đội không? Đội đi. Đội nhanh lên. Ê trời ơi, ê ê ê. Để vậy luôn hả? Rớt rồi sao? Giúp người giúp cho trót đi. Chồng cứ quay nón vô cổ người ta. Ôi, đúng rồi. Nhiều chuyện quá đi. Ê đó, 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 xiết cổ, xiết cổ, xiết cổ, xiết. Người gì đâu. Đẹp gái mà nhẫn tâm ghê vậy đó. Chị hai ơi, phải chi chị hai còn sống thì chị sẽ thấy được thằng Quốc hạnh phúc như bây giờ. Thực sự mình thích khoảng thời gian này, ước gì mãi mãi được như vậy. Nhưng mà mình có ích kỷ quá không ta? Bỏ nhanh lên. Ê trời ơi, ê, ê, ê. Để vậy luôn hả? Rớt rồi sao? Giúp người giúp cho trót đi. Chồng cứ quay nón vô cổ người ta. Đúng rồi. Ê đó, 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 xiết cổ, xiết cổ, xiết cổ, xiết. Người gì đâu. Dễ dụ dễ sợ luôn. Em lo cho anh hả? Em mà thèm lo cho anh. My. Dạ má. Con khỏe chưa vậy? Con uống mấy viên thuốc vô là khỏe rồi. Nhưng mà có người không khỏe kìa má. Thôi con ăn trái cây đi. Dạ con cảm ơn má. Quất. Dạ. Con sao vậy hả? Dạ không sao. Trong người không khỏe mà bày đặt đi mưa. Nè uống chanh nóng đi. Rồi lại ở đó ngồi dạ. Cho nó khỏe. Dạ. My. Dạ. Con vẽ bức đó xong chưa? Dạ vẫn chưa xong má. Con vừa vẽ vừa đoán thôi. Chứ thật ra hình ảnh cũng không rõ ràng lắm. Thôi con vẽ tiếp đi. Dạ. Quất quất quất. Dạ. Dì thấy có vẻ con My đang nhớ ra chuyện gì. Dạ. Hay là con đưa cho nó cái vòng, coi coi nó nhớ ra được cái gì không. Cái vòng nào gì? Nè, cái vòng bữa hổm dì đưa con giữ, còn hỏi cái vòng nào nữa. Cái đống này phơi Tết cũng gọi chưa khô nữa. Ê, cái thằng, cái thằng này thiệt tình hả?
bộ phim truyện Việt Nam Tình Yêu Dối Lừa 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên THVNI.